chương trình này thì mọi người sẽ có thể là đặt chân được vào chiếc giày của nhau, và từ đó thì chúng ta sẽ đạt được cái độ thấu hiểu. Tôi đang rất là lo lắng con tôi ở trong trường mà gây lộn với bạn. Cái gì mà khóc dữ vậy? Sao? Giáo viên kiểu gì luôn á. Không có khi nào phụ huynh không hiểu mình luôn. À, hai bạn gây lộn với nhau xong là bé khóc vì bị phụ huynh đánh. Hãy cùng đón xem chương trình ngay sau đây để có được lời giải đáp. Đang cùng đến với chương trình Một giờ hoán đổi. Xin chào MC Lưu Hòa Trinh và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Hòa Trinh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Một giờ hoán đổi. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali túi sách ba lô cao cấp Sacos. Chúng ta lại gặp lại nhau và với một cái chương trình rất là ý nghĩa, Một giờ hoán đổi. Biết đâu được rằng là thông qua chương trình này thì mọi người sẽ có thể là đặt chân được vào chiếc giày của nhau, và từ đó thì chúng ta sẽ đạt được cái độ thấu hiểu, quan tâm, và chắc chắn rằng là mọi công việc cũng như là tất cả những cái cuộc giao tiếp nó sẽ diễn ra một cách tốt hơn. Trinh thì rất là thích nghe những câu hỏi của tiến sĩ Hòa An, bởi vì mỗi lần mà tiến sĩ hỏi là chắc chắn là có vấn đề ở phía sau. Và khi mà trả lời được những câu hỏi về tâm lý và tư duy, chúng ta lại gỡ được một cái nút thắt mà mình đang băn khoăn, phải không ạ? Chắc chắn là thông qua những câu hỏi thì chúng ta sẽ tìm được rất nhiều những cái lời giải đáp, và biết đâu được thì cũng sẽ gợi mở được chính cho những cái người hoán đổi để mà người ta cũng có được cái sự thấu hiểu nhiều hơn. Dạ, và tuần này cũng sẽ là một chủ đề mà quý vị rất quan tâm, đặc biệt là gia đình nào mà có con nhỏ đó, tiến sĩ Hòa An. Thí dụ như mấy bé mầm non hay tầm khoảng dưới 6 tuổi, việc mà gửi con đi trường mẫu giáo cũng làm cho quý phụ huynh lăn tăn, bởi vì không biết là có tìm được người phù hợp với con của mình hay không, vừa phải chu đáo tỉ mỉ mà lại còn phải có thật nhiều những đức tính tốt nữa. Thật là nhức đầu quá đi. Không biết là chúng ta sẽ tìm cô giáo mầm non ở đâu đây. Nhưng mà chương trình sẽ có một cô giáo để cùng chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Rất là tuyệt vời, vì chắc chắn là đây là một cái công việc không hề đơn giản một chút nào đâu. Thì các bé nhỏ đều ở nhà chung với ba mẹ, và ba mẹ bắt đầu phát hiện ra một cái sự thật là bây giờ chơi với con còn khó hơn là đi làm nữa. Nên cái công việc của cô giáo mầm non thì rất rất là áp lực. Và chắc chắn là thông qua chương trình hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu được cái góc khuất cũng như là những cái đặc điểm của ngành nghề này. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng làm quen với cô giáo mầm non Phạm Thị Hiền. Xin chào chị Hiền. Dạ, anh chào chị, chào anh. Dạ, có lẽ là đây là lần đầu mình xuất hiện ở trên sân khấu đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Hà Trinh mà ở chung với khoảng 40 bạn nhỏ, Hà Trinh cũng run y chang như vậy à. Dạ, lát nữa thì hy vọng là với sự xuất hiện của chị Hiền á, mình sẽ cùng hiểu thêm về những cái sự vất vả của một cô giáo mầm non với các bé thiếu nhi vậy nha. Vâng ạ. Dạ, bây giờ chị sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng rồi ạ. Dạ, xin mời quý vị cùng với chị Hiền và tiến sĩ Hòa An cùng bước vào không gian của Một giờ hoán đổi trong phần đầu tiên mang tên Góc nhìn. Chào mừng quý vị đang cùng đến với phần Góc nhìn. Thưa quý vị, ở phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với cô giáo mầm non là chị Hiền và cả tiến sĩ Hòa An để thử trả lời câu hỏi là tại sao một cái nghề nhàn nhã như vậy, chỉ có ngồi chơi với bé thiếu nhi dễ thương thôi, mà quá trời giáo viên mầm non bỏ việc, rồi không có kiếm ra, không có giữ chân được các giáo viên bảo mẫu, thậm chí là nhiều phụ huynh còn phát sốt lên khi thấy là con mình bị ngược đãi nữa. Hay là chúng ta thử lắng nghe đối phương xem mà những gì đã diễn ra khi mà quý vị không có mặt ở đó khiến cho tình hình trở nên căng thẳng và rắc rối đến như vậy. Tiến sĩ Hòa An có em bé chưa ạ? Mình có em bé rồi, và trong độ tuổi là mầm non luôn. Dạ. Tức là bé hiện nay đang là 4 tuổi rưỡi và đang học vừa xong lớp mầm và đang chuẩn bị chuyển lên lớp chồi. Giai đoạn này là giai đoạn mà rất là đáng yêu. Vì bé bắt đầu là thấu hiểu những người xung quanh, và bé bắt đầu có những cái biểu lộ, những cái cảm xúc. Tuy nhiên thì trong giai đoạn này thì các bé cũng bắt đầu xuất hiện một cái giai đoạn gọi là khủng hoảng tuổi lên 3. Nếu như mà phụ huynh hay là những người tương tác với bé không hiểu á, thì chắc chắn rằng là cũng sẽ làm cho cái cuộc giao tiếp đó, và đặc biệt làm cho bé cảm thấy khó chịu. Dạ, vậy tiến sĩ Hòa An thấy thế nào nếu như là con của mình rất là dễ thương, đáng yêu, hoạt bát, nhưng mà sau khi gửi mầm non về á, bỗng nhiên bé xuất hiện vết bầm nhỏ nhỏ, vết xước, hoặc là ngồi nói với mẹ là thôi con sợ lắm, con không đi mầm non đâu, cô khó lắm.
Đó, đó là cái tâm tư nguyện vọng của rất nhiều phụ huynh. Khi mà giao con cho cô giáo mầm non nè, rồi giao cho nhà trường thì con mình lành lặn mà. Khi về thì bỗng nhiên thấy là một cái vết bầm mà không được thông báo. Như vậy thì rõ ràng là bắt đầu là cái câu hỏi, cái dấu chấm hỏi được đặt ra rằng là bây giờ cái những cái dấu hiệu này nó xuất phát từ đâu. Và chắc chắn rằng là nếu như chúng ta không có cái sự giao tiếp kỹ hoặc là không có những cái sự thấu hiểu thì sẽ gây ra nhiều cái xung đột. Và rất nhiều những cái trường hợp chúng ta thấy ở trên báo chí hoặc là trên truyền thông, thậm chí là nhiều phụ huynh không kềm chế được cảm xúc đã dùng cái vũ lực không chỉ là đối với lại giáo viên mầm non đâu, mà còn là với các bạn nhỏ, là bạn bè của con mình nữa, vì rất là sốt ruột khi thấy con mình bị cào, bị cắn, rồi bị đánh. Thì như vậy là không có kiềm chế tốt về mặt cái cảm xúc của mình. Dạ, đứng trên góc cạnh của một người chưa có con, nhưng mà Trinh thấy những cái video clip á chị Hiền, nhưng mà Trinh chợt nghĩ rằng không thể vơ đũa cả nắm được. Một hai người không thể đánh giá được là cả tập thể giáo viên mầm non đều rất là hung bạo, đều rất là căng thẳng, đều không kiểm soát được hành động của mình. Chị thấy như vậy có đúng không? Dạ đúng rồi chị. Tại theo em thấy là giống như trường em đang công tác á, thì thật sự không có trường hợp đó xảy ra. Nên là khi phụ huynh muốn gửi con em mình vào các trường thì lên xem xét kỹ coi trường đó về môi trường hay là trình độ của các cô giáo. Chứ bây giờ trường rất là hệ thống, là có camera theo dõi nên là sẽ không xảy ra những trường hợp như vậy được ạ. Bản thân là một người dì như Trinh thôi, có hai đứa nhỏ 2 tuổi với 4 tuổi qua chơi, mình thấy hai tính cách khác nhau. Một đứa thì nhạy cảm, không bao giờ xin lỗi, nhưng mà cần được yêu thương, không được quát nạt. Một bé thì rất là thích kết nối với người lớn, thích tổ chức trò chơi vận động, không có thích ăn động vật, chỉ thích ăn những món ăn chay thôi. Và thích uống nước ngọt, không thích ăn uống, chỉ thích đi chơi. Vậy thì mình đã phải bắt đầu suy nghĩ là các bé cần cái hoạt động nào phù hợp với mỗi bé khác nhau, với chế độ ăn như thế nào cho phù hợp. Và nếu mà cho bé ăn tôm thì bé không thích, bé sẽ bỏ bữa, hoặc là sẽ khóc, hoặc là sẽ cảm giác ghê rợn, hoặc là cố gắng nhả ra. Và bé bị dị ứng nấm, bé thì dị ứng cái khác. Mình cảm giác là nếu như mà một chút xíu sai sót, nếu như các cô không ghi chú kỹ thì có thể dẫn đến rất nhiều trường hợp đáng tiếc. Dạ. Và làm như thế nào để các cô có thể sắp xếp được tất cả những điều đó, về chế độ ăn, những cái thức ăn bị dị ứng, cho đến việc ngủ nghỉ chính xác, và cả cái tâm sinh lý của các bé trong cái giai đoạn mà khủng hoảng tuổi lên 3 nữa? Dạ, thường thì giống như lớp em thì khi mà bé vào á, là mình sẽ có quá trình trao đổi với phụ huynh, và mình sẽ ghi chú lại những cái điều mà giống như bé bị dị ứng, hay là tâm lý của bé bất ổn, hay là trong giờ ngủ bé cần phải có vật dụng gì kế bên thì mới ngủ được. Rồi hàng ngày mình sẽ trao đổi với phụ huynh cũng sẽ hỏi mình là khi bé ở trường thì sẽ như thế nào. Rồi hàng ngày nói chung là em cảm thấy chỉ cần trao đổi hàng ngày giữa phụ huynh và cô giáo á chị, thì sẽ từ từ nắm bắt được tâm lý của bé, mình sẽ dễ chăm sóc bé hơn. Thưa quý vị, vậy là nếu như chúng ta có những sự trao đổi thẳng thắn từ đầu, cộng thêm sự bao dung, yêu thương và tỉ mỉ của các cô giáo, tưởng rằng đó sẽ là công thức lý tưởng để hai bên sẽ thuận hòa, nhưng mà vẫn có rất nhiều những lời ra tiếng vào và rất nhiều những cái bất cập xảy ra khiến cho chúng ta cảm thấy không an tâm về nghề bảo mẫu. Và để có thể trực tiếp đứng vào đôi giày của nghề chăm sóc trẻ, đặc biệt là trẻ mầm non, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo và gặp gỡ nhân vật của Một Giờ Hoán Đổi nhé. Xin chào, tôi tên là Xuân Phương, năm nay tôi 31 tuổi, hiện tại tôi đang kinh doanh về mặt hàng ăn uống. Tôi có một bé nhỏ và sắp tới tôi phải quay lại với công việc của mình, và tôi cũng đang tìm hiểu muốn gửi bé cho một bảo mẫu hoặc là một trường nào đó có thể giữ và giáo dục cho con tôi thiệt là tốt. Nhưng có một vấn đề tôi đang rất là lo lắng, thì tôi thấy là có những cái luồng trái chiều không có tốt về việc giữ trẻ. Tôi cũng rất là lo lắng là nếu như mà con tôi ở trong trường mà gây lộn với bạn, hay là nếu như con tôi không chịu ăn, hoặc là bé ăn rất là chậm, bé nhà tôi ăn khá là chậm, ăn khá là lâu, hầu như là một buổi ăn là cả tiếng, thì chuyện gì xảy ra với con tôi? Và còn nhiều vấn đề xảy ra ở trong đó nữa. Cho nên là ngày hôm nay tôi muốn nhờ đến chương trình Một Giờ Hoán Đổi cho tôi được trải nghiệm với vai trò là một người giữ trẻ, một bảo mẫu, để hiểu thêm về cái ngành giữ trẻ như thế nào, và tâm lý của các cô khi mà giữ trẻ nó sẽ ra sao, để tôi có thể tôi đồng cảm, tôi có thể tôi hiểu thêm và chia sẻ với lại các cô. Thưa
Thưa quý vị, và nhân vật tuần này là bạn Xuân Phương, cũng là một người mẹ trẻ. Thì trong cái tâm thế của một người mẹ trẻ mà con nhỏ như vậy á, thì chắc chắn cũng có nhiều câu hỏi đặt cho cô Hiền. Không biết cô Hiền sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Dạ, còn tiến sĩ Hòa An nghĩ rằng là tâm lý chung của phụ huynh khi mà có con nhỏ là gì? Tâm lý chung là chắc chắn là dồn hết tất cả những cái điều quan tâm là dành cho đứa trẻ và muốn đứa trẻ có một cái sự phát triển tốt nhất. Và để hiểu rõ thêm về tâm tư tình cảm của các cô giáo mầm non và những nỗi khổ sở mà họ phải đối mặt hàng ngày, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của chương trình mang tên Một giờ hoang đổi. Nhưng trước hết, hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Ngoài có chút xíu mà coi cái lớp. Con có làm gì đâu ở trong lớp này? Con có chơi có một mình là buồn lắm đó cô. Con ơi, cô nói con bao nhiêu lần rồi, mình chơi mình phải biết gọn gàng. Cô dạy con sao? Em bé là phải chăm ngoan sạch, là phải chăm ngoan sạch. Ôi trùm ơi, là hôm qua em cưới cường mè gắt cây cường bướm. Thật ra cái lớp này bày vậy đâu có nhiều đồ chơi lắm đâu, chứ ở nhà mình còn kinh khủng hơn á. Đúng rồi, đồ make up rồi ghế của mình lật tung hết lên. Chào cô giáo. À, hôm nay xin lỗi nha, tại vì tôi có một chút chuyện á, cho nên là đưa bé tới hơi trễ nha. Dạ không sao chị. Với lại cô giáo thông cảm nha, tại vì hôm nay con tôi nó hơi sốt. Ý là tôi biết là quy định của nhà trường là sốt thì không được nhận, nhưng mà tại vì tôi công chuyện nhiều quá, bây giờ đối tác của tôi đang đợi tôi nữa, không ấy cô giáo giúp tôi nhận được không cô giáo? dạ được, con chị có bận cái việc gì thì cứ giao cháu cho em nha. Vậy hả? Dạ. Rồi, nó đang bị sốt á, coi chừng nó giùm tôi nha. Dạ. Rồi đi vô đi con. Ngoan nè, nghe lời cô giáo, coi cho nó ăn uống giùm tôi nha. Tại vì nó sốt rồi, con cưng của tôi là tôi cưng như trứng mà hứng như hoa luôn đó. Dạ em biết rồi. Đợi tôi. Alo. Rồi, tôi tới liền. Sao, hợp đồng 10 tỷ hả? Rồi, tôi tới liền. Rồi, xin lỗi cô giáo nha. Tại vì xe hơi đang đợi tôi để mà đó không lâu được, nên tôi ra thôi, tôi ký hợp đồng nữa thôi. Coi chừng tôi giùm nha. Dạ, chị cứ yên tâm. Ok, dạ. Có gì tôi bồi bổ thêm cho cô giáo nha. Dạ. Thường là sốt là không được nhận hả chị? Nếu mà sốt nhẹ mà phụ huynh không giữ được thì mình giữ dùm thôi. Dạ. Tại vì khi sốt vậy là có nguy cơ sẽ có thể lây lan bệnh cho một số bé khác nữa. Không phải nào mà co giật hoặc là nó sẽ co giật nếu mình không sơ cứu á chị. Nên là rất là nguy hiểm. Tự nhiên mới vô các quấn rồi ca. Con trai gì mà xấu tính, không cho người ta chơi. Con à, con là con gái, mình phải thùy mị nha. Mình phải thùy mị đi rồi cô thương nè. Giờ con thích ăn cái gì cô lấy cho con ăn. Con thích ăn lẩu băng chuyền. Con thích ăn lẩu băng chuyền. Con lẩu băng chuyền hả? Rồi vậy xíu nữa chiều nay về cô dắt con đi ăn nha. Không, con phải chuyền từ bây giờ vô đây cho con ăn. Rồi cô chuyền từ bây giờ, nhưng mà với một điều kiện, con không được quýnh bạn nữa nha. Hứa đi, móc quéo với cô đi. Móc quéo cho cô nha. Cô chào mình cùng nhau móc quéo. Hứa nè nè. Nhưng cho con mình con ăn thôi, không có chuyền cho bạn kia. Không được, mình là con gái, mình phải có tấm lòng rộng lượng, mình phải chuyền qua như vậy nè cho bạn. Vậy bây giờ hả, cô cho con chơi một cái trò chơi như vậy nha. Trời. Không, bạn không được chơi cái này của con rồi. Con không được các bạn. Thôi bé Trùm ơi. Trùm nghe nè, bé Trùm, mình là con trai á, mình phải mạnh mẽ lên. Không biết đâu, không cần biết. Nó là con gái ngứa gì đâu, vô quýnh trao quá trời luôn à. Thấy lớp chỉ có hai bé thôi mà thấy áp lực rồi đó, mà bây giờ nhân lên gấp 10 lần nữa. Thường là mình rải đồ chơi ra là mấy bé sẽ chơi đúng không? Đâu, dạ. Chứ đâu có mất công canh đâu. Dạ không phải rải đồ chơi chị, mình làm là theo kiểu giống như mình sẽ cử một bạn đại diện đi lấy đồ chơi về rồi cùng chơi, chứ không có kiểu mà rải rồi quăng tùm lum ra như vậy được. Dạ. Nhưng mà nếu mấy bé quậy quá, quăng tùm lum như vậy thì sao? Xong bắt đầu mấy bạn khác mét, rồi bắt đầu mình sẽ lại mình khuyên bảo để cho bạn nó nhặt đồ chơi vô và chơi ngoan hơn. Nhưng mà thường thường trong lớp thì sẽ có một bạn như vậy. Có một bạn là lớp trưởng, nhóm trưởng. Dạ đúng rồi, nhóm trưởng. Ôi, cô thương mẹ, cô nói vậy thôi chứ cô thương. Vậy mà ở nhà mẹ con nói
là cô giáo như mẹ hiền. Không, cô hiền lắm. Cô hiền. Thôi, lên đây, cô ấy đồ chơi cho. Không, con muốn cô ẩm con. Cô ẩm con hả? Con ẩm nha. Dạ. Rồi, cô ẩm con. Con lên nha. Ai da, trời ơi, nhà mẹ con cho con ăn cái gì mà ẩm dữ vậy con. Ẩm trời con ơi. Nữa. Cô phải ẩm con. Ơi ơi, cô ẩm con luôn cô. Hả? Cô phải cô ẩm tôi. Ẩm con. Khoan. Dạ, mấy bé bự, mấy bé trai là thường thường cuội hơn những bé gái á. Dạ. Mét suốt ngày luôn. Thường á là mấy bé hay mét cô giáo về những vấn đề nhỏ nhỏ nào vậy chị? Dạ, bạn ghẹo con. Rồi hả, bạn giành đồ chơi với con, bạn lấy cái này của con, cô ơi, bạn phá cái này của con à cô. Là nhiều lắm chị, đụng như một cái là mét rồi. Cứ tỷ lệ chắc một phút là được vài lời mét đúng không? Dạ mét, mà không phải một bé, mà cứ bé này chạy tới là chạy lại, bắt đầu mét chung với nhau vậy đó. Coi nào mình mất bình tĩnh mình kêu thôi để cho cô lau nhà. Dạ không, giờ chơi thì phải chơi với các bạn, chứ mình không được mình làm tùm lum việc trong giờ nào việc đó. Tụi mét cô nha. Quá, ta chơi không chịu chơi thôi. Làm dữ vậy. Cái chỗ này là của tôi, chỗ bạn bên kia với bọ. Chia nhau ra. Đồ này đồ của cô. Rồi bây giờ mình cùng chơi chung đi. Giờ tụi con chơi xếp hình. Ai xếp ra được con khủng long cô sẽ thưởng. Cô thưởng gì cô? Giờ con muốn thưởng gì? Thưởng con hai cục kẹo. Con muốn thưởng cái gì? Ngu muội. Dạ. Con nít mà ăn kẹo là bị sâu răng á. Chứ ăn gì? Mẹ nói rồi, không được ăn kẹo đâu. Cô ăn súp bào ngư. Ôi, ăn súp bào ngư đúng là đồ già. Được, cô sẽ cho con ăn súp bào ngư. Một lát nữa trưa cái cô làm súp bào ngư cho con ăn nha. Dạ. Ừ, nhưng mà không có được dành đồ chơi với bạn nữa nha. Ôi con nhức đầu quá. Mệt quá. Trời sao nóng dữ vậy nè. Trời ơi, nhỏ nóng quá trời nóng luôn rồi. Con ngồi đây đợi cô nha. Cô vô lấy nước cho con uống cho con bớt nha. Bớt sốt nha. Chơi không? Này nè, chơi này vui lắm. Không chơi đâu, tôi mệt lắm. Này nè, dáng này vui lắm. Mày đi mê vui lắm. Đó, cái mũi mình cao lên, thấy chưa? Ghê chưa? Cái gì vậy? Cái cục gàng dơ giấy quá, không có được đụng vô người tôi. Ê, trời ơi, con làm cái gì vậy? Hả, con làm cái gì? Con ơi, bạn chét cái gì dơ vô mặt con không có. Tại mẹ con nói là mũi thấp á, là mình phải làm cái nào mình nhét cái này nè cho cái mũi nó cao lên. Con thấy mũi bạn tẹt quá, con làm cái nó cao lên. Cô ơi, con sợ dơ lắm, bạn đụng vô người con. Châm, búi lại đây. Búi lại cho con, nhanh. Đưa cho cô. Đưa hết. Tại sao lấy cái này chét lên mặt bạn? Con nói rồi, là bạn thấy là mũi bạn thấp quá, con muốn làm mũi bạn cao lên. Nó dễ thương á. Bạn làm gì con rồi? Bạn chét cái đó lên mặt con. Dơ quá, con kêu quá được. Rồi bạn chét cái này lên là con không thích đúng không? Nhỏ không thích, bạn cố tình chét cái mặt con. Rồi con thấy nó hôi không? Nha. Con có khó chịu không? Nha có. Chùm, con thấy cái này như thế nào? Dễ thương. Con thấy cái này có thơm không? Húi. Chị con có thích cái này không? Không, dĩ nhiên không thích rồi. Vậy bây giờ hả, thí dụ giống như cô là trường hợp là con đi, cô lấy cái này nè, cái cô ịnh lên. Đó, thấy không, chị có ngoan không? Đó, thì bây giờ con thấy nó thúi không? Thúi đúng không? Thúi vậy tại sao mình lại lấy cái này, mình chét lên mặt bạn, mình làm như vậy là mình xấu, đúng không? Đúng không nè? Con không thích đó hả? Ai đó? Cô mới quan tâm tới con, cô quan tâm tới bạn hoài vậy? Tự nhiên sao xô đồ chơi của tôi? Cô quan tâm tới con gì á? Nó xô đồ chơi của con. Con ghét cô quá à. Mà sao vô đây Con muốn về nhà. Con muốn về nhà. Không, trường hợp này chắc có nè. Đòi về nhà. Dạ có. Xong rồi quấy khóc rồi mà mình dỗ không được luôn mà. Dỗ không được, có nhiều bé hả?
bị tăng động á chị, là còn đập đầu vô cửa luôn á. Đập đầu vô tường nữa hả? Đập mặt ra ngoài mà mình cảm thấy mình hoang mang về cái hành động đó luôn á. Nhiều khi tại thời gian đầu á chị, khi là mới đi học á, cái bắt đầu là cảm giác khó chịu, rời xa mẹ chị, cảm thấy sợ lắm. Nên là khi đòi về mà mình bắt đầu mình dỗ dành không được là bắt đầu cào cấu cắn cô. Xong bắt đầu xông đến cửa, xong rồi muốn về quá mà đập thẳng đầu xong bay ra luôn. Rồi sau đó sau cái lần mà u đầu đau quá rồi có làm lại lần đó không? Dạ không, xong bắt đầu em là em dỗ. Em dỗ thì em ôm rồi em nói ngọt ngào cho bé một hồi á. Thì bé đỡ, xong rồi mẹ bé coi camera thấy là lúc đó chạy về liền luôn. Về là khi mà thấy bé theo em á thì khóc luôn á, tại vì nó không theo ai hết á, mà tự nhiên cảm thấy giống như có người nó để nó dựa dẫm rồi á chị. Nên là bình thường, nhưng mà trường hợp đấy là em cảm thấy sợ nhất á. Vậy là chỉ có tình thương á thì mới có thể làm cho các bé dịu lại thôi. Dạ đúng rồi, mình càng la mắng thì nó càng khó chịu và nó càng muốn thoát ra khỏi mình hơn, và nó sợ mình lắm. Chị đón bé, chị bình tĩnh. Tôi đang rất là bình tĩnh. Bé nó nóng rồi, bây giờ chị cũng uống miếng nước đi cho chị cũng bớt nóng theo. Bây bé giờ tôi không muốn nói nhiều với cô. Tôi đề nghị cô mời cái người chịu trách nhiệm, người mời hiệu trưởng lên trên đây. Dạ. Cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Dạ không phải chị ơi, là tại vì bé đã nóng hơn rồi và em cũng cố gắng em chăm sóc bé để cho hạ sốt rồi, nhưng mà tình trạng của bé càng ngày càng sốt cao hơn á, thì bây giờ em sẽ chuyển bé lên y tế để có thể chăm sóc bé được tốt hơn. Rồi rồi rồi, cô bình tĩnh. Đi qua đây ngồi, đi qua đây ngồi, đi qua đây. Để mẹ nói chuyện với cô. Tôi không muốn nói nhiều với cô. Cô nghĩ làm sao vậy? Rõ ràng là lúc sáng tôi đưa cô bé vô đây, con bé con của tôi nó chỉ sốt nhẹ thôi. Đáng lý bây giờ nó phải khỏe hơn chứ. Đằng này nó lại sốt hơn. Nó sốt hơn thì bây giờ tôi hỏi cô thì cô không nhận trách nhiệm. Cô làm cô giáo cái kiểu gì vậy hả? Nè, tôi nói cho cô biết, gia đình của tôi rất là có quen biết với lại hiệu trưởng. Cô có tin hôm nay là ngày làm cuối cùng của cô không hả? Ê, nó nghe nè, chị quen với hiệu trưởng đúng không? Sẵn á, chị lên trên đó, chị có nói chuyện vụ của chị á, chị nói luôn cho tôi kiến nghị lên á. Trời ơi, cái trường gì đâu mà kỳ cục. Người ta thường nói sao? Cô giáo như mẹ hiền. Ủa, tôi gửi con tôi vô đây là tôi trả tiền. Rồi á, tôi đem con tôi vô đây thì mọi người phải yêu thương, phải đùm bọc chứ. Trời ơi, cái gì mà vô á, chị có thấy không? Chị vô chị có bị không? Không hiểu làm sao á, con của tôi bình thường mọi ngày nó ăn rất là nhiều. Chị có biết mấy hôm nay nó giảm không? Trời đất ơi, con có nghĩa là cành vàng lá ngọc. Con nghĩ làm sao con đối xử với nó như vậy? Chị bình tĩnh giùm em. Tại vì hồi nãy á, chị gửi bé cho em á, là chị năn nỉ em nhận bé thì bé sốt á. Mà theo quy định của trường là khi mà bé sốt vậy thì em không có được phép nhận, không tốt làm cho bé bị sụt ký, thì cái đó là không phải là lỗi của trường. Còn nếu như mà trong trường hợp mà em chăm bé mà bé nó khó chịu hoặc là bé không hài lòng về em thì em rất là xin lỗi và mong chị bình tĩnh và thông cảm giùm. Tôi là một cái người rất là thông cảm cho người khác. Tôi đang cố gắng bình tĩnh. Nhưng mà rõ ràng từ đầu là cô là người chịu nhận con của tôi, thì đáng lý là cô phải làm cho nó khỏe hơn chứ. Bây giờ cô nói là cô không có lỗi gì, trời ơi. Đúng rồi, cô giáo ơi, cô là cô giáo. Đúng rồi, nói vậy là vô trách nhiệm. Nói vậy là vô trách nhiệm, cô biết không? Khi mà đưa trẻ vô đây á, cô giữ là cô phải là người có trách nhiệm với lại đứa trẻ đó chứ. Bình thường thì phụ huynh có thể theo dõi con cái trên camera, nhưng mà đôi khi camera cũng không phản ánh hết được cái sự thật lúc đó, dẫn đến nhiều hành động nóng tính. Dạ đúng rồi, với lại cái camera trường em có thì nó quay rất là nhanh, nhiều cái hành động của mình rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng không hiểu sao khi vô quay camera nhìn nó rất là nhanh Tức là cái tốc độ nó bị, cái tốc độ rất là nhanh, nó chỉnh lên làm mình cảm tưởng như là mình đã làm cái hành động đó rất mạnh với bé, nhưng mà thật ra chỉ là một cái dẫn đi bình thường, giống như bé đang ngồi té em dẫn lên bình thường như vậy thôi. Thì thành giật là trong camera là cảm giác như em lôi bé lên chứ không phải là em dìu bé dậy nữa. Dạ. Dạ. Tại vì thưa quý vị, đôi khi cái tốc độ đường truyền của camera nó bị đứt quãng bởi vì cái dung lượng á. Dạ. Nó sẽ giật giống như Trinh đang cầm cái này lên bình thường, nhưng mà bởi vì thì hình ảnh mọi người thấy sao là vậy nè. Cái kiểu như nó vậy sẽ đó chị. Không có liền mạch. Tôi không biết là các cô có làm chị phiền lòng đúng không? Và bé quá chừng... phiền. Dạ quá bây giờ phiền. Sao con tôi đâu? Giờ tôi còn quá trời công chuyện luôn, tôi tới đây rước con tôi, bây giờ con tôi đâu? Dạ chị đợi em chút xíu, em sẽ kêu cô dắt bé chùm vô. Nhưng mà chị ơi, nếu như mà cô giáo mà có làm cho chị phiền lòng ngoài kia thì em xin phép các cô, em xin lỗi chị. Thật ra những cái lời chì chiết này cũng là những cái điều mình có thể phỏng đoán được. Khi mà một lớp khoảng 20 đến 40 em thì chắc chắn là từ khoảng 20 đến 40 phụ huynh, không kể những phụ huynh rất là hiểu chuyện. Dạ, sẽ có những phụ huynh rất là nóng tính. Dạ. Những lời nói của phụ huynh làm cho mình cảm thấy bị xúc phạm quá đó. Kiểu như mình đã dùng hết sức mình chăm sóc bé rồi, nhưng mà chỉ là trường hợp sơ sót, hai bé mình không kịp kiểm soát đó chị. Dạ. Là đã để xảy ra trường hợp như vậy mà phụ huynh nói nặng quá, mình cảm thấy mất niềm tin vào nghề giáo viên đó chị. Trời ơi,
nhiều, cô đâu có con đâu. Cô cái trường này có chút xíu à mà làm cái gì vậy trời? Ủa? Ủa mẹ kìa. Ủa con đây. Ủa mẹ. Cô con đâu hả? Dạ. Ủa con đi đâu mà bụi bặm quá vậy? Ôi, trời ơi. Cái gì vậy? Ủa trời sao, ơi. Sao người con nóng hỏi vậy? Hồi nãy Trân thấy có một cái tình huống lúc mà cô giáo hét toán lên thì đứa bé sợ quá, nó đi bộ ra ngoài cái bị lạc á, thì ở ngoài có bao giờ có những trường hợp như vậy không ạ? Dạ cũng có. Dạ có một lần là giống như lớp của em á, thì có một bé bị tăng động á, và giống như kiểu bé cái khả năng nhận thức của bé rất là thấp, xong đó giờ đó là đang giờ chả trẻ, thì một cô ở trong thì đang dọn và một cô ở ngoài quan sát chả trẻ, thì bé đó đi xuống luôn. Đi xuống cầu thang luôn, một mình bé đi xuống qua một tầng lầu rồi thì phát hiện ra mà không thấy bé đấy, tại vì bé hơi quậy á, nên tụi em để ý nhiều. Sau đó thì một cô canh ở trên lớp và em đi xuống kiếm, xong đó liên hệ với ban giám hiệu của trường á để đi kiếm phụ bé đó. Còn đi ra ngoài cổng thì không đi được, tại vì bé nào đi ra khỏi cổng phải có phụ huynh dẫn theo thì mới cho ra ạ. Dạ, nhưng mà cuối cùng cũng tìm ra bé trốn ở đâu ạ? Dạ, bé đi xuống một tầng cầu thang, xong mà kiểu như bé tò mò đó, bé đi vô cái gầm của hành lang đó chị. À, dạ. Dạ, chỉ cần khuất xa tầm mắt một cái là mình phải lập tức tìm liền. Dạ đúng rồi. Cũng không biết là sao. Rồi bây giờ cô giải thích cho tôi đi, tại sao con tôi lại đi ra ngoài bờ rào ngồi ngoài đó? Rồi tại sao cô lại hét vô trong mặt con tôi là đi đâu hết thì đi đi? Ủa cô làm gì kỳ vậy? Hả? Dạ chị, ở đây á là các bé còn rất là nhỏ và nhiều khi các bé chơi với nhau á, giành đồ chơi là chuyện bình thường thôi. Còn cái chuyện mà các bé xảy ra xung đột ở trong lớp cũng là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà em đã giải quyết cái vấn đề này rồi, và em cũng có giải thích cho hai bé hiểu được cái vấn đề như thế nào rồi. Em biết là phụ huynh mình rất là thương con, em cũng mong là hai chị mình bình tĩnh lại. Mình... Thôi được rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không có nhiều thời gian để nói nhiều cô. Tôi thấy thôi được rồi, ngày mai cô cứ làm việc với hiệu trưởng đi nha. Tôi đã nói với hiệu trưởng rồi. Đi về con, không hiểu cô làm cô giáo cái kiểu gì nữa. Chị mẹ. Thiệt luôn á, tôi cũng không hiểu á, là một giáo viên của trường mẫu giáo mà lại hành xử như vậy. Tôi không hiểu cô làm giáo viên kiểu gì luôn á. Không phải, chị hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì nữa mà hiểu lầm. Giờ mọi chuyện ra vậy rồi còn hiểu lầm gì nữa. Còn bây giờ nếu mà cô muốn á, là hiểu lầm hay không á, cô lên cô gặp giám hiệu trường đó, lên trên đó mà trình bày, rồi coi á, trình bày thử xem đi, làm giáo viên trường mẫu giáo dễ hay không dễ. Thôi cô không về. Không hiểu cô làm giáo viên cái gì nữa. Không hiểu cô làm cô giáo cái gì nữa. Thưa quý vị, sau tình huống vừa rồi mới thấy được rằng là dù cho có 2 hay là 4 cô giáo trong cùng một lớp đi chăng nữa, học sinh có 2 người hay là 40 người đi chăng nữa, thì cái sự vất vả và sự quan tâm và cái tình yêu thương cũng như sự kiên nhẫn đều phải rất là tập trung mới có thể quán xuyến được. Và ngày bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại nhân vật đã trải nghiệm trong ngày hôm nay, đó là bạn Phương, để xem bạn Xuân Phương đã có những cảm xúc như thế nào sau phần thử thách này nhé. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó là hành trình kết nối. Qua một giờ thử thách khoáng đổi thì không biết là Xuân Phương đã có những suy nghĩ gì. Hà Trinh xin mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật tuần này, bạn Xuân Phương. Chào Phương. Ôi, cô giáo của chúng tôi đây rồi. Xin dạ. Chào Hà Trinh, xin chào anh Hoa An, xin chào cô Hiền. Phương cũng được nghe cô Hiền chia sẻ thì mình cảm thấy là mình đồng cảm hơn với lại nghề giáo. Mình cảm thấy thương các cô rất là nhiều. Tại vì mình chỉ được một khoảng thời gian mình giữ trẻ thôi, mà trong lớp chỉ có 2 bạn nhỏ, mà mình còn thấy ô trời ơi, thật là kinh khủng khiếp. Huống hồ gì các cô là phải giữ một lần tới 10 mấy bạn lận. Mà 2 bạn này là 2 bạn giả bộ nhỏ đó nha. Tức là cũng còn có nhận thức còn nương nương cho cô giáo. Chứ thiệt sự một lớp khoảng chừng 20 người coi, thì Phương thấy làm sao? Chắc Phương bỏ nghề sớm. Phương có muốn gửi lời gì đến tiến sĩ Hòa An hoặc là câu hỏi gì cho chị Hiền không? Có chứ, có nhiều lắm. Cô Hiền, ví dụ như hồi nãy á, là Phương có nghe nói là mình nói về vấn đề trường tự phát với lại trường có giấy phép. Vậy thì khi mà Phương muốn đi tìm một ngôi trường tốt cho con của mình thì làm sao để Phương phân biệt được đó là trường tự phát và trường có được cấp giấy phép hay không? Không lẽ bây giờ mình vô trường cái xong mình đề nghị là cô ơi, cô cho em coi cái giấy phép của trường, thì không biết là nó có
bị kỳ hay không? Dạ cũng kỳ á chị. Nhưng mà theo em thì mình không cần phải hỏi cái vấn đề giấy phép kinh doanh gì đâu chị ạ. Mà em nghĩ là chị nên đến tham quan về cái trường đó, xem cơ sở vật chất là, rồi mình xem các thầy cô dạy các bé như thế nào thì chị sẽ cảm thấy an tâm hơn. Còn giống như những cái trường hợp tiêu cực thì theo bản thân em 5 năm trong nghề á, thì em thấy những cái trường nó rất là nhỏ, chỉ là mở, em không biết có giấy phép kinh doanh chưa thì cái đó thì em cũng không biết. Nhưng mà bảo mẫu nhiều khi thật sự là không biết có bằng bảo mẫu không nữa, hay là chỉ là thấy cái người đó hợp đó thì nhận về dạy và chăm thôi. Và về vấn đề ăn uống của trẻ thì dạ, thật sự là con của Phương cũng thuộc dạng rất là kén ăn và khó ăn. Ở nhà mỗi một lần đút ăn là cũng phải cả tiếng đồng hồ. Thì không biết là với những trẻ khó như vậy thì liệu rằng cô Hiền và các cô ở trong trường á, mình sẽ xử lý như thế nào? Hay là mình có kiên nhẫn để mình giúp cho trẻ ăn nhanh được hay không? Hay là mình có thể nào làm cho trẻ tốt hơn hay không? Hay là lại có những cái vấn đề tiêu cực xảy ra? Dạ tiêu cực thì không có chị. Nhưng mà mình sẽ kích thích cho bé ăn là chiều đi con ăn giỏi đi, thì chiều nay cô sẽ cho con đi ra ngoài sân chơi một trò chơi gì đó. Hoặc là nếu mà bé ăn chậm quá thì tụi em sẽ tranh thủ để cho các bé ăn nhanh ăn trước. Và khi xoay vòng tròn á chị, mình sẽ cho ăn rồi mình sẽ quay lại bé của chị chẳng hạn, mình nuốt thêm một miếng. Còn bé ăn kén quá thì khi tụi em cho các bé lên giường ngủ thì tụi em sẽ quay lại để chăm sóc bé con của chị được tốt hơn. Còn giống như ăn uống thì nếu mà thật sự cơm á chị, mà mình để lâu quá mình đâu còn chất dinh dưỡng gì đâu. Nên cái đó thì em cũng nghĩ là phụ huynh nên thông cảm. Tại vì giống như quá bữa khoảng chừng một tiếng rồi thì nên để cho cô dẹp. Bữa sau mình sẽ ăn uống kèm theo sữa hoặc là sữa chua gì đó chị. Có sót con không? Tại vì nhiều phụ huynh thấy á, là đây là cái tâm lý thường thấy của phụ huynh nè. Tức là con của mình không được ăn uống đầy đủ đó. Đôi khi chỉ là một bữa thôi là đã rất là sốt ruột rồi đó. Nhưng mà phụ huynh cũng không biết á, là ví dụ chúng ta để quá lâu thì cái thức ăn nó cũng nguội rồi, nó cũng không ngon. Mà bây giờ ép con ăn á, thì là cái tâm trạng của bé lúc đó cũng không thực sự thoải mái. Và chắc chắn là lúc đó nó sẽ gây ra cái tâm lý sợ ăn về sau nữa cho chính đứa trẻ. Với lại cũng có một cái yếu tố đó là phải làm cho trẻ hiểu là nếu như mà trẻ ăn lâu á, thì trẻ phải chịu một chút về cái cảm giác bị đói, để sau này thì trẻ phải chú ý hơn trong cái bữa ăn của mình. Thì nhiều phụ huynh là cứ kéo dài bữa ăn, như vậy thì rõ ràng là trẻ sẽ luôn luôn suy nghĩ rằng là ô, như vậy thì mình ăn trễ hay ăn nhanh thì mình vẫn được ăn. Vậy thì cuối cùng là trẻ sẽ chiều theo cảm xúc của trẻ, nên cuối cùng trẻ sẽ không học được rất là nhiều những cái kỹ năng. Đó thì phụ huynh cũng sẽ cần phải chú ý hơn. Như vậy là theo anh là nếu như mà trẻ của mình không muốn ăn thì mình không nên ép, mình nên giống như mình sẽ bỏ đói trẻ một cử, rồi sau đó cái cử sau nếu mà trẻ cảm thấy đói thì bé sẽ kích thích cái cảm giác thèm ăn, bé sẽ chịu khó ăn nhiều hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, vì trẻ sẽ biết được là à, đây là cái khoảng thời gian mà trẻ được phép ăn. Và trẻ sẽ hình dung được là cái thời lượng mà trẻ ăn là bao nhiêu. Như vậy thì trẻ sẽ phải chú ý hơn cho cái vấn đề ăn uống của mình. Như vậy thì đôi khi chúng ta cũng sẽ phải dằn lòng một chút, cũng hơi xót xa một chút, nhưng mà qua đó thì trẻ sẽ học được cái cách tự lập hơn. Đó là một vài cái yếu tố mà các cô giáo mầm non cũng áp dụng, mà đôi khi thì phụ huynh không hiểu á, thì cũng rất là sốt ruột, thấy camera như cô Hiền nói, rồi lại gây áp lực cho giáo viên của mình. Rồi bên cạnh đó thì cũng có một số trường cũng muốn tập cho trẻ cái tính tự lập trong cái quá trình ăn uống, nên là giáo viên không có đút ăn mà cho trẻ phải tự lập. Nhưng mà khi mà quan sát qua camera thì lại thấy là giáo viên không có chăm lo hoặc là chăm chút cho con của mình. Và đôi khi đó là cái điều xảy ra mâu thuẫn giữa phụ huynh với lại giáo viên mầm non. Dạ đúng rồi, em là một người mẹ cũng gọi là siêu sót con luôn á. Em chỉ còn thấy ủa trời ơi, tại sao con của em mới ăn được một muỗng hai muỗng, tại sao cô không cho ăn nữa, không cho ăn nữa rồi bé ở nhà, bé về nhà bé ốm, tự nhiên ha ở nhà bé mập mạp ra, mà gửi vô trường tự nhiên mới được có nhiêu tuần hai tuần bé sụt ký, lo lắm luôn á. Đúng là lo xót thiệt. Nhưng mà đứng ở trong cái tâm trạng của người đã hoán đổi á, thì ngay lập tức cái cảm giác mình thử nghiệm xong á, thì Phương đã loại trừ được những cảm xúc đó chưa? Mình cũng phải loại trừ ra liền. Dạ. Tại vì mình hiểu hơn về áp lực của các cô nè. Rồi cộng thêm ngày hôm nay mình cũng được anh Hòa An anh giải thích cho mình cũng có thêm kiến thức, mình hiểu thêm hơn nữa. Nhưng có một vấn đề luôn luôn có rất nhiều vấn đề để chia sẻ mà. Dạ, có một vấn đề nằm ở chỗ này là bé nhà rất là nhát. Tuy là con trai nhưng mà bé nhát lắm, bé sợ, hầu như cái gì bé cũng sợ. Thì vô trường á, sợ rằng gặp các bé khác, rồi lỡ bé đang ngồi chơi một bé khác tới quýnh con mình như vậy, rồi không biết là cô giáo sẽ xử lý như thế nào những trường hợp như vậy. Dạ thường thì những trường hợp như vậy á, thì tụi em sẽ nhắc nhở cái bạn kia
hoặc là phạt bạn đứng một xíu, xong rồi khoảng chừng 2-3 phút rồi mình sẽ gọi lại và mình hỏi là con đã thấy có lỗi với bạn chưa, bạn đâu có làm gì con đâu, kiểu như vậy đó. Hoặc là mình sẽ tâm sự với bé sau chị, mình sẽ không gắt gỏng quá để bé cảm thấy là cô bênh bạn hay quá hay sao cả. Mình sẽ từ từ, mình sẽ trong thời gian mà các bé vui chơi với nhau đó chị, mình sẽ lại nói là con có thấy con sai ở đâu không, bạn rất là hiền, con không nên đánh bạn như vậy, kiểu như vậy thôi ạ. Vậy có bao giờ cô Hiền gặp một cái trường hợp là phụ huynh đó là cứ ngày lễ, ngày Tết hoặc là cái dịp gì đó thì thường hay bồi dưỡng gọi là tặng quà cho các cô, thì sẽ có người ít, người nhiều, người không, thì không biết là có bao giờ cô có cảm giác gọi là thiên vị? Dạ, như bản thân em á, thì em cũng đã có một bé rồi và em cảm thấy là cái vấn đề đó không nên thiên vị thì em không làm được. Tại vì có nhiều bé nhiều khi hoàn cảnh gia đình họ rất là khó khăn, họ phải gửi con vào đấy. Giống như con em chẳng hạn, đi gửi đó là đã hết phân nửa lương rồi. Mà bây giờ còn cho cô nhiều nữa thì thật sự không có. Nên là tấm lòng của em gửi cho cô những cái ngày lễ để tri ân các cô á thì chỉ ít thôi. Nhưng đó là tấm lòng, nên là từ lúc đó em suy nghĩ rằng em cũng đối xử như nhau và đối xử bằng tình cảm của bản thân mình thôi, chứ không nên thiên vị giữa các bé. Mình sẽ tạo khoảng cách cho các bé nữa. Những câu hỏi của Phương làm cho Trinh cũng giống như mở mang tầm mắt vậy đó. Mình chưa có con nhưng mình thấy chắc chắn là còn tới 1.000 câu hỏi ở ngoài kia vẫn chờ được giải đáp. Mà nếu như mà được nghe những lời ấm lòng như vậy á thì mình cũng cảm thấy rất là yên tâm, đúng không? Đúng rồi. Thật sự là sau khi mà nghe cô Hiền chia sẻ vậy, mình cảm thấy là yên tâm hơn rất là nhiều. Giống như quý vị khán giả ở ngoài kia chắc chắn là cũng có nhiều những cái mối lo riêng, bởi vì có trẻ thì bị tự kỷ nè, có trẻ thì ăn chậm, có trẻ thì quá nhiều dị ứng, có trẻ thì ăn chay, có bé thì rất là năng động, rất là thích bắt nạt các bạn, có bé thì quá ít nói và yếu ớt. Và mỗi vị phụ huynh đều sẽ có một danh sách những câu hỏi cần quan tâm. Nhưng mà điều quan trọng hết đó là trong cái khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay, chúng ta rất là mong ngồi lại để thấy rằng là với những cái sự sốt ruột của phụ huynh mà gặp được những người cô giáo có tâm và nói chuyện lý lẽ nhẹ nhàng, xuất phát từ lòng yêu thương, thì rõ ràng là cái cơn giận hay cơn sốt ruột đó cũng sẽ tìm cách để nguôi ngoai. Và ngày hôm nay cũng với sự dẫn dắt về tâm lý của tiến sĩ Hòa An, Hà Trinh cũng nhận ra nhiều điều cho cái hướng đi tương lai của mình. Nếu như mình có con nhỏ, mình cũng đã thấu hiểu hơn. Mình có gửi con cho cô thì mình cũng sẽ tin cô. Còn nếu không tin thì mình không gửi ngay từ đầu rồi. Đúng rồi. Còn Phương và thì sao? Phương thì Phương nghĩ là mình đã là phụ huynh rồi. Và cũng bây giờ thời đại công nghệ rất là nhiều, mình cũng đọc rất là nhiều thông tin rồi. Mình phải là một phụ huynh thật là thông thái, thật là thông minh và phải phân tích sự việc rõ ràng, chứ không nên đùng một cái mình chỉ nghe một khía cạnh là con mình nói con bị bắt nạt như vậy, cô hung dữ như vậy, sau đó là mình đùng mình vô trường và mình nói chuyện với cô giáo không có được đúng cho lắm, thì như vậy mình cũng sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ. Tại vì mình không làm đúng thì khi con của mình nhìn thấy mình như vậy thì bé sẽ bắt chước. Và em nghĩ là đây sẽ là một cái điều ảnh hưởng tới tâm lý của các bé nhỏ. Các bé nhỏ thì bé nào cũng sẽ bắt chước ba mẹ đầu tiên. Cho nên là phụ huynh của mình phải phân tích và nói chuyện với con trước. Và sau đó mình sẽ lên trường, mình sẽ nói chuyện với lại cô giáo và hiệu trưởng để mình tìm ra cái hướng thật là tốt, thật là phù hợp. Dạ, còn riêng tiến sĩ Hòa An sẽ nói gì với quý vị khán giả, những người đang rất là sốt ruột và đặc biệt có con nhỏ như là tiến sĩ Hòa An đây? Trong cái quá trình mà chúng ta lựa chọn cái môi trường giáo dục cho con thì chúng ta phải tìm thật là kỹ. Chúng ta cũng phải là có một cái trách nhiệm, chứ không thể nào là đẩy hết cho cô giáo, mà chúng ta phải có cái sự trao đổi với cô, để mà từ đó thì quý phụ huynh sẽ thấu hiểu được cái phương pháp giáo dục của nhà trường, cũng như chúng ta cũng cần phải cập nhật cái phương pháp giáo dục cho con cho đồng bộ với nhà trường, để từ đó thì đứa trẻ sẽ có thể thụ hưởng được một cái môi trường giáo dục, cái cách thức giáo dục nó toàn diện, có một cái sự phát triển một cách tốt nhất. Và hãy nhớ rằng là nếu như chúng ta có cái sự đồng lòng thấu hiểu nhau thì chắc chắn là cái người mà được thụ hưởng nhiều nhất đó chính là con cái của chính chúng ta. Dạ, còn riêng nhân vật chính ngày hôm nay nè, người cũng đã bao nhiêu lần phải khóc thầm lặng lẽ. Dạ. Dạ. Cô Hiền ơi, nếu như ở ngoài kia có rất nhiều cô gái 19 đôi mươi rất là muốn được trở thành một cô bảo mẫu hiền dịu như cô Tiên Xanh vậy đó, nhưng mà dòng đời đưa đẩy khiến các bạn ấy không thiểu được bình tĩnh, thì cô sẽ cho lời khuyên gì? Nếu thật sự mà đến với nghề mầm non á thì em có lời khuyên nhiều, nhưng mà hãy đến với cái tình cảm yêu trẻ, thật sự tâm huyết với nghề thì hẳn theo. Còn nếu như mình không có sự yêu mến trẻ em á thì nên chọn cho mình một hướng đi khác. Tại vì thật sự làm cái nghề mầm non á thì phải có cái yếu tố đầu tiên là tình cảm mình rất là nhiều.
có tình yêu thương dành cho con nít và đặc biệt rất là thích con nít thì mới làm được thôi. Quả đây không phải là một công thức nào mà điều quan trọng nhất gốc rễ vẫn là tình yêu thương. Xin cảm ơn những ai đã cống hiến ở ngoài kia rất kiên nhẫn, rất bao dung và yêu thương những đứa trẻ. Mặc dù đôi lúc chúng ta cũng có những cái tình huống không thuận lợi nhưng mà họ vẫn ở đó để chăm sóc, để nuôi dưỡng và để giáo dục những đứa trẻ lớn lên vì đó là tương lai của đất nước. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Hòa An, cô Hiền và cả bạn Phương nữa. Hy vọng là sau một giờ hoán đổi thì chúng ta có thật nhiều những ký ức đẹp và những bài học quý giá cho riêng mình. Thưa quý vị, chương trình Một Giờ Hoán Đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Trải qua một khoảng thời gian ngắn, mình được trải nghiệm và hóa thân vào một vai trò giữ trẻ. Phải nói là dùng một chữ là khó, mà không phải là khó mà gọi là siêu khó. Cũng hên đó là mình chỉ là hóa thân mới có khoảng thời gian ngắn thôi mà mình đã cảm thấy gọi là mệt đó quý vị. Còn không biết là với các cô hàng ngày phải tiếp xúc với các trẻ nè, mình phải đối diện với những cái mâu thuẫn của các trẻ, rồi phải làm sao để cân đối được các em như thế nào, rồi nếu mà có tình huống giống như mình vừa trải qua như vậy, rồi phụ huynh thì tất nhiên ai cũng lo lắng cho con hết, ngay cả bản thân mình đặt trường hợp mình, nếu mà con mình bị như vậy mình cũng sẽ rất là bức xúc, và khi mình bước chân vô trường mình cũng sẽ rất là khó chịu như vậy. Bản thân mình, một người mẹ cũng chuẩn bị gửi con đi học, cũng tìm các cô bảo mẫu, thì mình cũng cảm ơn các cô rất là nhiều về cái công việc của các cô. Cảm ơn nhiều, mình không biết phải nói gì hơn, mình chỉ dùng từ cảm ơn các cô rất nhiều đã giúp cho phụ huynh chúng tôi có được những thời gian để đi làm và có thể giáo dục được bé tốt hơn nữa.